Và từ chiều tối ngày hôm nay thì một đợt không khí lạnh yếu vào cuối mùa sẽ tràn xuống gây mưa cho Bắc Bộ. Mưa kéo dài đến thứ ba tuần sau và xảy ra chủ yếu về đêm và sáng. Vùng núi từ Lạng Sơn, Cao Bằng sang Lai Châu, Hà Giang cảnh báo có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn mưa, rất dễ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan là gió lốc, sấm sét, mưa đá nguy hiểm. Bởi trên nền nhiệt cao, nóng ẩm, gió lạnh tràn về thường làm không khí bị xáo trộn mạnh. Quý vị nên hạn chế các hoạt động ở ngoài trời khi trời chuyển mưa dông. Như đã thông tin thì đợt nắng nóng đầu mùa ở miền Bắc đang giảm dần. Cụ thể là những khu vực nào về hả anh Sáng? Vâng, ngày hôm nay thì nắng nóng 35 độ chỉ còn xảy ra cục bộ một vài nơi ở Bắc Bộ như là Hòa Bình và Lào Cai mà thôi. Còn lại thủ đô Hà Nội và các thành phố khác thì nhiệt độ sẽ đều từ 34 độ trở xuống. Tuy nhiên thì do độ ẩm không khí phần lớn vẫn cao trên 56% nên quý vị vẫn có cảm giác oi nóng. Trong khi đó ở Trung Bộ hôm nay sẽ tiếp tục nắng nóng trên diện rộng. Gay gắt nhất là từ thành phố Vinh đến Đông Hà, nhiệt độ có thể lên tới là 38 đến 39 độ. Huế nhiệt độ cũng khá cao là 36 độ. Còn vùng ven biển phía Nam, nhiều điểm từ Đà Nẵng tới Phan Thiết cũng nóng với mức nhiệt từ 32 đến 34 độ. Với Tây Nguyên thì nắng nóng sẽ xảy ra ở Kon Tum, Buôn Ma Thuột với nhiệt độ chiều nay là 35 đến 36 độ, còn Pleiku, Gia Nghĩa 32 đến 33 độ. Chiều tối cần đề phòng mưa dông nhiệt cục bộ. Lui xuống Nam Bộ sau khoảng 5 đến 6 tiếng tới thì trời cũng nắng và gây nóng. Nhiều nơi ở miền Đông bao gồm thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo nắng nóng 35-36 độ. Các điểm khác ở miền Tây phổ biến từ 32 đến 34 độ. Cảm ơn anh Sáng với những dự báo chi tiết vừa rồi.